Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút phát sóng hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin cũng đang được phát sóng trực tuyến trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh gặp mặt đoàn đại biểu dự đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11 tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong 2 ngày từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 với sự tham dự của hơn 500 đại biểu. Tỉnh Hưng Yên có 6 đại biểu. Lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy tặng hoa động viên các đại biểu và đánh giá cao phong trào Chữ thập đỏ của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến chất lượng vào nội dung chương trình thảo luận, tiếp thu đầy đủ tinh thần nghị quyết của đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào nhân đạo của tỉnh trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt tuyên dương, tặng quà học sinh giỏi, hoàn cảnh khó khăn đỗ đại học năm 2022, là con của sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm học 2021-2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có gần 300 cháu đạt học sinh giỏi, 13 cháu thi đỗ đại học. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng quà cho các cháu, đồng thời biểu dương những thành tích đã đạt được, động viên các con em trong đơn vị tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa trong năm học tới, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên trong học tập. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng 25 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định ban hành kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư thay thế phòng học nhờ, học tạm, bán kiên cố, đầu tư xây dựng bổ sung đủ số phòng học còn thiếu so với tổng nhu cầu cần cho cấp học đảm bảo đạt tiêu chuẩn một lớp một phòng học với bậc mầm non và tiểu học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non và phổ thông. Ưu tiên cho các cấp học, lớp học phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình sách giáo khoa giai đoạn 2021-2025. Tổng kinh phí đầu tư gần 1.600 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng cơ sở vật chất là hơn 1.200 tỷ đồng, kinh phí mua sắm trang thiết bị hơn 360 tỷ đồng. Chào mừng 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trưng bày chuyên đề Hưng Yên với Cách mạng tháng 8 năm 1945. Thông qua những tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu tới khách tham quan, bức tranh đời sống của nhân dân Hưng Yên từ cuối thế kỷ 19 đến trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 và phong trào yêu nước của nhân dân Hưng Yên trong thời kỳ này, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. Đồng thời, khái quát về quá trình xây dựng cơ sở cách mạng, sự ra đời của các tổ chức đảng, mà trọng tâm là việc thành lập và vai trò tổ chức lãnh đạo nhân dân giành chính quyền của Ban tỉnh ủy lâm thời trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Hưng Yên. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Xử lý triệt để vụ việc tập trung đông người phản đối dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong trên địa bàn thị xã Mỹ Hào là tinh thần chỉ đạo lãnh đạo thị xã Mỹ Hào. Qua phân tích tình hình, thị ủy Mỹ Hào đề ra giải pháp là tập trung vào đối thoại tuyên truyền vận động giải thích cung cấp thông tin chính thống, chính xác về các chủ trương của tỉnh, sự cần thiết phải xây dựng dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong cho nhân dân. Đồng thời sẽ xác định hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng chủ mưu kích động nhân dân có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, tập trung xử lý triệt để vụ việc, không để xảy ra tiền lệ xấu cho các dự án sau này, trong đó xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu giữ tang vật vi phạm hành chính của các nhà rạp cùng băng rôn khẩu hiệu được dựng trái phép ở khu vực đối diện cổng trụ sở xã Hòa Phong. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Mọi người cần thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông như không sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải để phục vụ người dân đi lại. Các địa phương phối hợp với các ngành đoàn thể chức năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông để triển khai thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường trong tháng 9 năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 8 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 88 vụ tai nạn và va chạm giao thông làm chết 69 người. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa làm việc với nam tài xế trú huyện Diễn Châu. Căn cứ Điều 5 Nghị định 100 năm 2019, người này sẽ bị xử phạt 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết tài xế đã nhận thức được hành vi sai phạm,
Theo xác minh, trưa ngày 24 tháng 8, nam tài xế lái ô tô trên quốc lộ 7 qua huyện Diễn Châu liên tục đánh võng chắn đầu những xe ngược chiều gần tới. Tài xế sau đó rẽ vào quốc lộ 1A. Toàn bộ vi phạm của tài xế đã bị một người tham gia giao thông phía sau quay video và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người bất bình. Dự thảo luật đất đai sửa đổi có quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình có thể ghi đầy đủ tên thành viên cùng sở hữu theo nhu cầu. Đây là điểm rất mới so với quy định hiện hành. Theo dự thảo, thửa đất có nhiều người chung quyền sở hữu đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là tài sản chung của cả vợ và chồng thì phải ghi cả họ tên, vợ và chồng vào giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận ghi tên một người. Hiện nay, nhiều đối tượng đã lợi dụng dịch vụ làm hồ sơ và thi chọn gói bằng lái xe máy để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Theo đó, không chỉ có các đường dây lừa đảo quy mô lớn, nhiều đối tượng hoạt động đơn lẻ cũng lợi dụng nhu cầu thi lấy bằng lái xe của người dân để trục lợi. Những đối tượng này thường sử dụng mạng xã hội tiếp cận những nạn nhân. Người dân cần đề cao cảnh giác. Cơ quan công an cũng khuyên cáo đã có không ít trường hợp là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo thi lấy bằng lái xe máy. Họ vừa mất tiền lại vừa phải đối mặt với nhiều rủi ro mà không hề hay biết khi sử dụng bằng lái xe giả do các đối tượng lừa đảo cung cấp. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị có công văn yêu cầu các trường không được giao cho hội phụ huynh thực hiện, đồng thời không ép buộc thu các khoản ngoài quy định. Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa của phụ huynh để thu các khoản ngoài quy định. Trước khi tổ chức vận động tài trợ, trường phải báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo, chờ kết quả thẩm định trong 15 ngày từ khi gửi báo cáo. Với các khoản quỹ hội phụ huynh, các trường cũng được chỉ đạo không để giáo viên chủ nhiệm thay mặt ban đại diện cha mẹ học sinh để thu quỹ hội, quỹ lớp. Để giảm gánh nặng cho phụ huynh, Sở chỉ đạo tổ chức nhiều đợt thu trong năm học, tránh tập trung vào đầu năm hoặc giáp hạt, giáp Tết. Năm học này, học phí ba bậc mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông dao động từ 120.000 đến 165.000 đồng một học sinh một tháng với khu vực thành thị, từ 48.000 đến 66.000 đồng với vùng nông thôn, từ 24.000 đến 33.000 tại khu vực miền núi. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Vừa qua, một số ít phụ nữ Iran đã được phép vào một sân vận động ở Tehran để xem một trận đấu bóng đá tại giải vô địch quốc gia nước này. Đây là lần đầu tiên phụ nữ được đến sân gần đây sau áp lực từ các tổ chức bóng đá quốc tế. Trong hơn 40 năm qua, chính quyền Tehran đã cấm phụ nữ đến xem các trận đấu bóng đá. Nhưng ngày 25 tháng 8 vừa qua, họ được phép vào sân vận động trong sự vui mừng. Những cô gái trẻ trang điểm theo màu sắc của đội bóng họ yêu thích. Tuy nhiên, các nữ cổ động viên cũng bị yêu cầu đội khăn trùm đầu khi vào sân vận động. Các cổ động viên nữ được ngồi tách biệt với nam giới. Vừa qua, Ấn Độ đã khánh thành tượng trưng cây cầu Chenab dài 1,3 km, cao hơn 30 m so với tháp Eiffel Paris. Hiện các hạng mục cuối cùng đang được hoàn thiện trước khi vận hành chính thức. Đây là cây cầu đường sắt cao nhất thế giới, bắc qua sông Chenab, nằm ở khu vực Kuri, quận Brindisi, nối với khu vực Kashmir hẻo lánh. Cầu có chiều dài là 1.315 m, ở độ cao 359 m so với lòng sông bên dưới, cao hơn khoảng 30 m so với tháp Eiffel. Dự kiến phần đường ray của đường sắt sẽ được hoàn thành trong vòng 2 năm tới, tức là vào tháng 12 năm 2024, góp phần nối liền vùng Jammu và Kashmir, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hơn một nửa thế kỷ sau khi kết thúc kỷ nguyên Apollo của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, với 6 lần đưa con người lên mặt trăng, NASA đặt mục tiêu thực hiện bước nhảy vọt mới, đưa con người lên mặt trăng một lần nữa. NASA đang hoàn tất các bước cuối cùng để thực hiện kế hoạch phóng thử siêu tên lửa thế hệ mới và tàu vũ trụ Orion được thiết kế dành cho các phi hành đoàn tại Florida vào ngày 29 tháng 8 tới đây. Vụ phóng này sẽ là bài thử nghiệm nghiêm ngặt trên thực tế trước khi siêu tên lửa được đánh giá là sẵn sàng đưa các phi hành gia lên mặt trăng. Vừa qua tại Mỹ, hàng trăm người trong bộ trang phục khủng long T-Rex đã cùng nhau tham dự một cuộc thi chạy độc đáo mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái. Cuộc đua diễn ra tại một cánh đồng ở bang Washington với hơn 150 người trong trang phục khủng long bạo chúa T-Rex trên quãng đường 100 mét. Tranh tài trong cuộc đua này quả thực không hề dễ dàng bởi bộ quần áo bơm quá cồng kềnh, nhưng với khán giả, sự kiện mang lại rất nhiều niềm vui. Cuộc đua vui nhộn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019, và không chỉ tại Mỹ, một cuộc đua tương tự cũng được tổ chức tại Nhật Bản.
Bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là kết thúc. Mọi thông tin mới nhất quý vị có thể gửi cho chúng tôi qua fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV hoặc email thoisuhia@gmail.com. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại bản tin trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh TikTok Hưng Yên. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.